Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 152 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ sau khi tiến vào trong quyển sách nữ tử váy trắng xuất hiện trong một phòng sách to lớn và đưa mắt nhìn các giá sách san sát nhau chi chít không nhìn thấy điểm cuối lúc này trần thiên xuất hiện trước mặt nữ tử váy trắng không xa hắn ta nhìn nàng cười nói thư giới lấy sách làm danh giới năm đó do lão sư sáng lập có thể lấy sách áp chế cảnh giới đối phương đồng thời bên trong giới này bất kỳ thần thông đạo tác gì cũng không thể sử dụng hắn ta vừa mới nói rất câu sách trên những kệ sách xung quanh đột nhiên lật ra từng tờ từng tờ ngay sau đó vô số con chữ nhỏ bé từ trong sách bay ra những chữ này đi thẳng tới đỉnh đầu nữ tử váy trắng ngay sau đó một luồng sức mạnh thần bí trực tiếp bao phủ lấy nàng áp chế cảnh giới nhưng mà sắc mặt của nữ tử váy trắng lại cực kỳ bình tĩnh Cảnh giới sao? Đó là một loại quy tắc mà nàng đã từng chế ra, mà nàng bây giờ đã không còn nằm ở bên trong quy tắc này nữa. Nói một cách đơn giản thì chính là nàng đã nhảy ra khỏi phạm vi cảnh giới. Lúc này, bốn lão già đột nhiên xuất hiện, bốn phía xung quanh nữ tử váy trắng. Bốn lão già đều mặc áo bào trắng, trong tay mỗi người ôm một bàn cổ tịch màu đen thật dày. Bốn người nhìn chằm chằm vào nàng, trong miệng không ngừng lầm bầm cái gì đó. Rất nhanh, quyền cổ tịch màu đen trong tay bọn họ đột nhiên lật ra, từng văn tự đỏ như máu từ trong sách bay ra. Những văn tự này giống như bốn sợi dây từ bốn phía hội tụ tới chỗ nữ tử váy trắng. Bên trong những văn tự này đều ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Có thể nói, những văn tự này nếu như xuất hiện ở bên ngoài thì có thể dễ dàng hủy đi một khu vực tinh không. Mà giờ khắc này, những văn tự này nhiều vô cùng vô tận. Lần này, Vạn Duy học phủ đã nghiêm túc, bọn họ cũng không dám không nghiêm túc. Dù sao, thì trước đó bọn họ cũng đã thất bại một lần. Bởi vậy, đối mặt với nữ tử váy trắng khiến cho bọn họ cực kỳ thận trọng. Nhưng mà những văn tự này đều ngừng lại khi cách nửa trượng trước mặt nữ tử váy trắng. Nhìn thấy cảnh này, cách đó không xa, Trần Thiên lập tức hơi híp hai mắt lại. Mà sắc mặt bốn lão già đó cũng trở nên càng ngày càng nặng nề thêm lúc này trần thiên đột nhiên nói giết hắn ta vừa mới nói dứt câu thì không gian bốn phía xung quanh nữ tử váy trắng đột nhiên vỡ ra ngay sau đó bốn sợi xích màu đen do vô số văn tự tạo thành phá không bay ra trên bốn sợi giềng xích này là bốn con yêu thú có diện mạo cực kỳ dữ tợn những yêu thú này trông như sói răng nanh rất dài hai mắt đỏ như máu như muốn nhằm người mà cắn nữ tử váy trắng nhìn bốn con yêu thú đó một chút lắc đầu trong mắt khó mà che giấu vẻ thất vọng các ngươi đang làm lãng phí thời gian của ta vừa nói dứt câu ngón tay ngọc của nàng nhẹ nhàng búng một cái một sợi kiếm quang hiện ra giữa sân bốn con yêu thú đó trực tiếp ngừng tại chỗ rất nhanh chúng trực tiếp trở nên mờ đi sau đó biến mất Cùng lúc đó, cách đó không xa, bốn lão già đó trợn hai mắt lên. Trong mắt bọn họ là vẻ sợ hãi mà yết hầu của bọn họ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một vết kiếm miều sát. Cách đó không xa, Trần Thiên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Giờ phút này, hắn ta đã nắm chặt xong quyền. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua bốn vía xung quanh, nói khẽ. Cái gọi là thư giới này miễn cưỡng chấp nhận được. Ít nhất thì suy nghĩ của chủ nhân của nó cực kỳ thú vị còn uy lực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trần Thiên. Người muốn dùng thứ đồ chơi này để giết ta. Xin hỏi một chút, ngươi bị thiểu năng sao? Trần Thiên đột nhiên mỉm cười. Đừng có gấp, vẫn còn. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ta đột nhiên bấm pháp quyết. Một lát sau, hắn ta đột nhiên gầm lên, diệt sau lưng Trần Thiên, một giá sách đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một chữ diệt màu đỏ thẫm bay ra. Trong khoảnh khắc, khi chữ diệt này xuất hiện, toàn bộ thư giới có chút rung động. Sức mạnh quá mạnh, nữ tử váy trắng nhìn về phía chữ diệt đó. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên gầm lên, đi. Nhưng mà chữ diệt đó chỉ rung lên, chứ không hề động. Trần Thiên sừng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, cách đó không xa, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, tới. Chữ diệt đó do dự một chút, sau đó trực tiếp bay tới trước mặt nữ tử váy trắng. Nó đang run rẩy, sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tay của Trần Thiên bắt đầu run lên. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua chữ diệt trước mặt, một chữ tu luyện ra linh trí. Hơn nữa, còn là cực đạo hủy diệt chi linh. Cũng hiếm có, ta tìm một chủ nhân mới cho ngươi, có được không? Chữ diệt có chút rung động, nữ tử váy trắng mặt không cảm xúc, không muốn sao? Chữ diệt đột nhiên rung động kịch liệt. Nữ tử váy trắng gật đầu, đồng ý thì tốt. Đi theo hắn, sau này ta cho ngươi một ven tạo hóa. Nói xong, nàng trực tiếp thu chữ diệt đó vào, sau đó nhìn về phía Trần Thiên. Còn có bảo vật gì nữa không? Trần Thiên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Tại sao? Nữ tử váy trắng nói, người nói những tự linh này sao? Trần Thiên nói, đúng. Nữ tử váy trắng cười nói, bởi vì nó thông minh hơn ngươi nói xong nàng đột nhiên nhìn về phía bên phải sau lưng trần thiên mày nhíu lại nhấn tay một cái một sợi kiếm quang trực tiếp chém lên trên giá sách đó một luồng sức mạnh to lớn bộc phát ra từ trên giá sách này rất nhanh một chữ phá màu vàng kim bay ra nữ tử váy trắng nhìn chữ phá màu vàng kim đó lên tiếng nói tới chữ phá đó khẽ run lên nhưng không có đi qua Nữ từ váy trắng nhau hai mắt lại, một sợi kiếm quang từ trong mắt nàng chém ra. Nơi xa, chữ phá đó trực tiếp nổ bề ra, hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, cách đó không xa, Trần Thiên tràn đầy kinh hãi. Người... Mà trong tay nữ tử váy trắng, chữ diệt đỏ như máu đó đang run lẩy bẩy, cực kỳ giật mình. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Trần Thiên, thân thể hắn ta bắt đầu dần dần mở đi, phân thân đây cũng là phân thân của hắn ta bản thể của hắn ta không tới và cũng không dám xuống bởi vì bản thể của hắn ta còn phải tọa trấn vạn duy học phủ nữ tử váy trắng đột nhiên nói lúc đầu sinh từ tồn vong của tứ duy vũ trụ này không có liên quan gì đến ta nhưng nếu như ca của ta đã chọn cứu tứ duy vũ trụ này như vậy nói đến đây nàng đi đến trước mặt trần thiên và cứ nhìn hắn ta như vậy từ giờ trở đi tứ duy vũ trụ này được ta che chở trở. trở về nói cho người của ngũ duy biết các người cứ tới xuất hai kiếm coi như ta thua nói xong nàng đã biến mất mà biến mất theo nàng còn có thư giới giữa sân trần thiên trầm mặc thân thể của hắn ta càng ngày càng hư ảo hắn ta biết bọn họ đã quá đánh giá thấp thực lực của nữ tử váy trắng này như vậy vấn đề tới rồi rốt cuộc thì nàng mạnh đến mức nào chưa ngay cả thư giới mà lão sư để lại cũng không làm gì được nữ nhân này rốt cuộc thì nữ nhân này mạnh đến mức nào không có câu trả lời rất nhanh trần thiên đã hoàn toàn biến mất bên trong tinh không nữ tử váy trắng nhìn quyền thư giới thật dày trong tay tìm được hắn thì theo hắn sau này ta cho ngươi một phen tạo hóa thư giới khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở cuối chân trời. Nhìn quyền thư giới cuối tinh không, nữ tử váy trắng trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi. Bên trong tinh không, nàng chậm rãi bước đi, bóng người càng ngày càng nhỏ ở cuối tận cùng, trông có chút cô độc. Nơi nào đó trong thư viện, trong một đình viện, một nam tử trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Trần Thiên, không phải phân thân mà là bản thể, Trần Thiên đứng dậy đi qua một bên, hắn ta cúi đầu nhìn về phía ao nước trước mặt. Một lát sau, hắn ta mỉm cười. Người cho rằng ta bị dọa mà lớn hay sao? Ngay cả lão sư năm đó cũng không dám nói là vô địch, người có tài đức gì. Nói rồi hắn ta chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không phải ngươi muốn đấu sao? Vậy ta sẽ đấu với ngươi một trận. Truyền lệnh xuống, truy nã Diệp Huyền. Tứ duy vũ trụ, Diệp Huyền rời khỏi lưỡng giới thiên, sau đó hắn về tới Bắc Cảnh. Hắn đi vào Ma Kha Tộc trước, bây giờ cả Ma Kha Tộc đã di chuyển đến Thiên Giang Thành. Ở trong Thiên Giang Thành, bọn họ có địa bàn của riêng mình. Bây giờ đây, Ma Kha Tộc đã phát triển rất là không tệ. Ở trong Thiên Giang Thành thì bọn họ cũng là một phương hào cường. Nhìn thấy Diệp Huyền đến, Đại trưởng Lão Ma Kha Tộc vội vàng ra đón hơi thì lễ, Diệp Vương diệp huyền nói khẽ tiền bối không cần đa lễ dẫn ta đến một chỗ yên tĩnh đi đại trưởng lão gật đầu trả lời diệp vương đi theo ta rất nhanh đại trưởng lão đã dẫn hắn tới một gian đại điện của ma kha tộc bên trong đại điện chỉ có diệp huyền và hắn ta diệp huyền xoay lòng bàn tay ra chấn hồn kiếm xuất hiện trong tay hắn nó khẽ run lên linh hồn của mạc tà bay xa giờ phút này linh hồn của mạc tà đã ngưng thực hơn rất nhiều hơn nữa, linh hồn còn mạnh mẽ hơn trước đây không ít. Nhìn thấy Diệp Huyền, Mạc Tà mỉm cười, thắng chưa? Diệp Huyền gật đầu trả lời, tạm thời thắng. Mạc Tà nói khẽ, tạm thời sau. Diệp Huyền nói, Mạc Tà huynh, tạm thời ngươi đừng quan tâm những chuyện này, bây giờ việc quan trọng nhất là ngươi phải làm là nhanh chóng ngưng tụ lại nhục thân. Mạc Tà gật đầu trả lời, được, ngươi phải cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ lên vai Mạc Tà, sau đó xoay người rời đi sau khi hắn rời đi đại trưởng lão trầm giọng nói chuyện rất nghiêm trọng đúng không mạc ta gật đầu đại trưởng lão do dự một chút sau đó lên tiếng nói ra người là hy vọng của toàn tộc chúng ta mạc ta nói khẽ ta biết nhưng mà có đôi khi rất nhiều chuyện không thể không làm nói đến đây hắn ta nhìn về phía đại trưởng lão lên tiếng nói ra thúc phụ ta biết người đang suy nghĩ gì? nhưng người có từng nghĩ ma kha tộc ta có thể đi được đến bây giờ là vì cái gì hay không? đại trưởng lão nói bởi vì diệp vương. mạc tà gật đầu. tộc nhân của chúng ta có thể có một chỗ nương thân là bởi vì diệp huynh. mà chúng ta cũng đừng chỉ biết nghĩ đến lợi ích của mình. nếu như diệp huynh ngã xuống tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? đại trưởng lão gật đầu trả lời là thúc phụ ta suy nghĩ ích kỷ mạc tà khẽ gật đầu nói khẽ lần này tuy rằng nhục thân của ta bị hủy nhưng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu đại trưởng lão vội vàng nói là sao cơ mạc tà chậm rãi nhắm hai mắt lại lúc này một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu linh hồn của hắn ta nhìn thấy cảnh tượng này đại trưởng lão ngây ngần cả người sau đó kinh ngạc nói đây đây là tiên tổ diệp huyền rời khỏi ma kha tộc sau đó hắn trở lại thiên giang thành bên trong một gian đại điện hắn triệu tập cường giả của các thế lực lớn ở trong huyền hoàng đại thế giới tộc trường hiên viên tộc huyền hoàng chủ đều đang có mặt ở đây diệp huyền nhìn mọi người một chút hẳn là chư vị đều đã nghe nói đến chuyện ở lưỡng giới thiên không sai bây giờ cấm chế ngũ duy đã bị giải trừ người của tứ duy vũ trụ có thể đi ngũ duy mà cường giả ngũ duy hẳn là cũng có thể đến tứ duy Nghe vậy, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều nhất thời có chút kích động. Ngũ duy vũ trụ. Không chỉ có cường giả lưỡng giới thiên muốn đi ngũ duy vũ trụ, mà những cường giả ở huyền hoàng đại thế giới cũng muốn đi ngũ duy vũ trụ. Đó là một vũ trụ hoàn toàn mới. Diệp Huyền quan sát mọi người một chút, sau đó lên tiếng nói ra. Chư vị tốt nhất tạm thời từ bỏ ý nghĩ muốn đi ngũ duy vũ trụ đi, bởi vì bọn họ cũng không thân thiện đâu. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, ngũ duy vũ trụ, cái đến không có ý tốt. Lúc này, Huyền Hoàng Chủ đột nhiên nói, Diệp Vương, lúc trước những hắc khí đó là do ngũ duy làm ra sao? Diệp Huyền gật đầu, nghe vậy, Huyền Hoàng Trù dầm mặt lại. Bọn họ muốn hủy diệt tứ duy vũ trụ chúng ta sao? Diệp Huyền nói khẽ, trước đó bọn họ có ý nghĩ này. Huyền Hoàng Chủ nhìn về phía hắn, là Diệp Vương ngươi ngăn cản bọn họ sao? Diệp Huyền gật đầu, Huyền Hoàng Chủ liếc mắt nhìn chằm chằm vào hắn, thực lực của Diệp Vương đúng là sâu không lường được. Mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía Diệp Huyền, không thể không nói bây giờ bọn họ càng ngày càng không nhìn thấu được hắn. Diệp Huyền nói, hôm nay Triệu Chư vị tới là muốn nói với Chư vị một chuyện, tình huống của Tứ Duy Vũ trụ chúng ta và Ngũ Duy Vũ trụ bây giờ, hẳn là Chư vị cũng biết thực lực tứ duy vũ trụ chúng ta chắc chắn yếu hơn so với ngũ duy vũ trụ. Bởi vậy, bây giờ, cấm chế ngũ duy vũ trụ bị giải trừ đối với chúng ta thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà ta cũng hy vọng, chư vị có thể hiểu rõ một chút, đừng vọng tường tới ngũ duy vũ trụ. Bây giờ đi, chính là đi chịu chết. Đương nhiên, có người nào muốn đi thì ta cũng sẽ không ngăn cản. Hắn biết, Tới ngũ duy vũ trụ có sức hấp dẫn không thể nào kháng cự đối với rất nhiều người. Nếu như hắn cưỡng chế ngăn cản thì có một số người sẽ tưởng rằng hắn đang ngăn cản tiền đồ của bọn họ. Trong điện không có người nói chuyện, Diệp Huyền lại nói bây giờ cấm chế của ngũ duy bị giải trừ. Cường rằng ngũ duy vũ trụ có thể sẽ tiến vào tứ duy vũ trụ bất cứ lúc nào. Bởi vậy, tình cảnh của chúng ta bây giờ cũng không được tốt cho lắm đâu. Đặc biệt là hiện tại, huyền hoàng đại thế giới có thể nhân tâm bất ổn. Lúc này, cần mọi người đồng tâm hiệp lực cùng nhau chấn trụ cục diện. Đừng để cho người ta còn chưa tới mà chúng ta đã tự mình loạn hết cả lên. Huyền hoàng chủ gật đầu. Diệp vương nói có lý, chúng ta không thể rối loạn. Diệp huyền nói, tiếp theo sẽ rất bật biểu. Chư vị đi xuống đi tất cả mọi người trong điện hơi thi lễ với diệp huyền sau đó lui xuống nhưng mà huyền hoàng chủ cũng không hề rời đi nàng đi đến trước mặt diệp huyền và cứ nhìn hắn như vậy sau đó lên tiếng nói ra nếu như bọn họ muốn diệt tứ duy vũ trụ chúng ta chúng ta có sức phản kháng không diệp huyền trầm mặc bởi vì hắn không thể nào trả lời vấn đề này được bây giờ đối thủ mà hắn phải đối mặt mới chỉ là một vạn duy học phủ mà hắn biết rõ ngũ duy vũ trụ tuyệt đối không chỉ có một vạn duy học phủ chắc chắn còn có vô số thế lực mà những thế lực này cũng vô cùng có khả năng trở thành kẻ địch của hắn diệp huyền nói khẽ ta không biết nhưng mà ngươi yên tâm nếu như bọn họ chỉ nhằm vào diệp huyền ta diệp huyền ta sẽ một mình gánh chịu tất cả tuyệt đối không liên lụy tứ duy vũ trụ huyền hoàng trù trầm mặc khi nàng nhìn về một chuyện thì sẽ nhìn xa hơn, nàng biết. Ngũ duy vũ trụ xuống tới một không cướp đoạt, hai không chinh phục. Như vậy thì chỉ có một khả năng thôi, đó là vì ngũ duy trí bảo mà đến. Nói một cách đơn giản, mục tiêu của cường giả ngũ duy vũ trụ hẳn là Diệp Huyền mà không phải là toàn bộ tứ duy vũ trụ. Đương nhiên, nàng cũng không biết nếu như không phải Diệp Huyền đang ở trong tứ duy vũ trụ thì tứ duy vũ trụ này đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Một lát sau, Huyền Hoàng Chủ lại rời đi. Trong điện, Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, đột phá. Lúc trước, hắn thôn vệ thanh kiếm của Trần Thiên, sau đó đã hấp thụ hết toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm đó. Hắn không biết thanh kiếm này là kiếm gì, nhưng không thể không nói thanh kiếm này đúng là đại bổ mà giờ đây hắn cần một chút thời gian để lĩnh hội như thế nào là phá mệnh trong điện diệp huyền rơi vào trầm tư ngoài điện nơi nào đó trong sân có hai nữ tử ngồi trước bàn đá chính là an lan tú và tiểu thất mà ở một bên một nữ tử khoanh tay dựa vào vách tường trong miệng ngậm một cây cỏ xanh liên vạn lý bây giờ những yêu nghiệt nhất trong thế hệ tuổi trẻ bắc cảnh trừ mạc tà và diệp huyền ra thì đều tụ tập ở đây tiểu thất bưng đến chén trà đá trên bàn khẽ uống một hớp sau đó nói các người nghĩ thế nào an lan tú không nói gì cả liên vạn lý đang đứng bên cạnh nhún vai còn có thể nghĩ thế nào đám người ngũ duy đó nói rõ là muốn mạng của tiểu diệp tử an lan tú gật đầu bọn họ không chỉ có muốn đoạt bảo mà còn muốn giết người nữa tiểu thất đặt chén trà xuống nói khẽ ta nghĩ là không thể ngồi chờ chết bên cạnh liên vạn lý nhíu mày lại nói Người muốn phản công sao? Tiểu thất lạnh nhạt lên tiếng trả lời. Có gì không thể? An Lan Tú đột nhiên nói. Được. Tiểu thất nhìn thoáng qua gian phòng Diệp Huyền nói. Hắn kỳ ngộ hơi nhiều, càng ngày càng mạnh. Chúng ta theo bên cạnh hắn, có thể tranh lệch với hắn sẽ càng ngày càng lớn. Ta cũng không muốn sau này phải nhìn lên hắn. Nói xong, nàng nhìn về phía Liên Vạn Lý và An Lan Tú. Đi sông sáo không? Liên Vạn Lý hơi nhách khóe miệng lên. Rất hợp ý của bản vương tiểu thất nhìn về phía an lan tú an lan tú nói được tiểu thất nói đi đi sông sáo liên vạn lý đột nhiên nói không đi nói lời tạm biệt hay sao tiểu thất lạnh nhạt trả lời không cần đi thôi nói xong nàng đi đến nơi xa an lan tú nhìn thoáng qua chỗ diệp huyền sau đó đi theo liên vạn lý nhún vai đi thì đi rất nhanh ba nữ tử biến mất ở phía xa đi rất thoải mái không từ biệt bất kỳ một ai trên tường thành thượng quan tiên nhi và khương cửu nhìn ba nữ tử biến mất ở chân trời phía xa khương cửu nói khẽ hâm mộ các nàng thật đấy thượng quan tiên nhi gật đầu thiên phú của ba người tiểu thất hoàn toàn không có yếu hơn diệp huyền chút nào mà trước đó các nàng vẫn luôn ở bên cạnh diệp huyền có thể nói hào quang của các nàng đều bị diệp huyền che giấu nếu như bỏ hắn qua một bên thì sẽ phát hiện thật ra thì các nàng đều rất ưu tú Bây giờ ba người các nàng quyết định tự mình đi sông vào một lần, hiển nhiên là không muốn bị Diệp Huyền ảnh hưởng, vật làm đền. Nói một cách đơn giản, ba nữ tử đều không muốn làm đền cho Diệp Huyền. Lúc này Khương Cửu khẽ cười nói, các nàng có thể đi, còn chúng ta không thể đi, cũng không dám đi bây giờ Bắc Cành cực kỳ cần nàng và Thượng Quan Tiên Nhi bởi vì toàn bộ chuyện trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới đều là nàng và Thượng Quan Tiên Nhi xử lý mà Diệp Huyền chính là một tên trường quầy nhàn rỗi nếu như các nàng rời khỏi Diệp Huyền chắc chắn sẽ rất đầu mẻ chán hơn nữa hai người bọn họ không có thực lực như ba người tiểu thất nếu như rời khỏi Huyền Hoàng Đại Thế Giới thì sẽ vô cùng nguy hiểm chớ nói chi là đi sông vào ngũ suy. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, có muốn tới Ngũ Duy xem thử không? Khương Cửu cười nói, đương nhiên là có. Ngũ Duy Vũ Trụ nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời nói khẽ, không biết đời này có cơ hội đi hay không. Thượng quan Tiên Nhi đang định nói chuyện thì đúng lúc này hai nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ rất nhanh, cả hai đã xuất hiện trước một gian đại điện, mà một nam tử đứng trước đại điện chính là Diệp Huyền. Khương Cửu bước nhanh đi đến trước mặt Diệp Huyền nói khẽ. Đột phá sao? Diệp Huyền lắc đầu. Lần này hắn cũng không đột phá đến phá mệnh cảnh. Còn kém một chút xíu nữa. Khương Cửu gãy gật đầu. Không vội. Từ từ sẽ đến. Diệp Huyền nói khẽ. Ta phải đi ra ngoài một chuyến. Nơi này làm phiền các ngươi. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền rồi lên tiếng nói. Đi nơi nào? Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đi tìm viện quân nói xong hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở cuối chân trời tại chỗ khương cửu nói khẽ người nói hắn đi tìm ai vậy diệp huyền tiến vào bên trong tinh không mênh mông hắn ngự kiếm mà đi kiếm quang xẹt qua tinh không tựa như một đạo lưu tinh diệp huyền nhắm hai mắt lại trầm tư cấm chế ở ngũ duy đã bị giải trừ cũng có nghĩa bây giờ hắn phải đối mặt trực tiếp với ngũ duy vũ trụ thực lực của hắn mặc dù tăng lên rất nhiều nhưng bây giờ đây hắn phải đối mặt với cường giả ngũ duy trần thiên giờ khắc này hắn nghĩ tới thực lực của trần thiên đối phương chỉ là một vân thân đã có thể nghiền áp hắn và mấy người tiểu thất nếu như bản thể ở đây thì sao nghĩ đến đây diệp huyền chậm rãi nắm chặt song quyền sinh mệnh không ngừng chiến đấu không ngừng Chiến, Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn nhìn chỗ sâu trong tinh không xa xôi, biết mình muốn hòa bình thì chỉ có thể lấy chiến buộc ngừng chiến, đây là lựa chọn duy nhất của hắn ta. Trong khoảng thời gian ở Thanh Thành, hắn hiểu được một việc, đối mặt với kẻ địch, đừng nghĩ đến chuyện cầu xin đối phương làm cho đối phương thương hại, bởi vì càng làm như thế thì đối phương càng xem thường, càng coi khinh mình, muốn làm cho đối phương không dám khinh mình, chỉ có một phương pháp duy nhất, đánh Quả đấm của mình đủ cứng, đối phương mới không dám tùy ý khinh mình. Giờ khắc này, hắn lại nghĩ tới mệnh. Mình từ thanh thành đến bây giờ, tất cả những gì gặp được đều là mệnh sao. Mình tin số mệnh sao. Diệp Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, vận mệnh thế nhân đều nói mệnh ta do ta không do trời hắn cũng nói mệnh ta do ta không do trời thế nhưng thường là mệnh bất do kỳ ví dụ như là diệp linh rời đi lúc đó hắn có thể làm gì đây cái gì cũng không làm được như trước đó đối mặt với trần thiên và không gian thôn vệ thú nếu như không có ba đạo kiếm khí quân nữ tử váy trắng mình có thể làm được gì có thể làm được gì sau diệp huyền đối diện với nội tâm câu trả lời là cái gì cũng không làm được chỉ có thể chờ chết mệnh ta do ta không do trời hắn lắc đầu cười một tiếng câu nói này hiện tại xem ra rất buồn cười thử hỏi thế gian này có bao nhiêu người có thể chân chính nắm giữ vận mệnh của mình đây bây giờ mình có thể sao câu trả lời là không thể diệp huyền đột nhiên cười một tiếng nắm giữ vận mệnh của chính mình đối với hắn bây giờ thì nó vẫn là một chuyện cười đương nhiên hắn cũng biết rất rõ mặc dù bây giờ không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình nhưng hắn phải cố gắng tranh thủ có thể nắm giữ vận mệnh của mình mà không phải chấp nhận nó người dù cho vận mệnh bất công thì cũng tuyệt đối không thể chấp nhận nó không thể chấp nhận số phận Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, sau một khắc, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể hắn quét ra, không gian tinh không bốn phía lập tức nổi lên từng gợn sóng, mà quanh người Diệp Huyền, luồng khí tức đó càng ngày càng mạnh mẽ, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Phạm vi mấy ngàn trượng xung quanh, không gian đột nhiên rung lên kịch liệt. Diệp Huyền nhìn về phía tay phải của mình, hắn chậm rãi nắm chặt. Một luồng sức mạnh mạnh mẽ tụ tập trong tay hắn, phá mệnh. Hắn không ngờ được là mình lại bước vào phá mệnh cảnh ngay ở chỗ này. Phá mệnh, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, như thế nào là phá mệnh. Giờ này khắc này hắn mới hiểu được cái gọi là phá mệnh không phải phá vỡ vận mệnh mà là nhìn thấu cái gọi là vận mệnh. Có lẽ người sinh ra không tốt nhưng nó không có nghĩa là toàn bộ cuộc đời của ngươi đều không tốt, nếu như cố gắng thì vẫn có thể thay đổi vận mệnh của mình. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cảnh giới thú vị, hắn không biết những cảnh giới này do ai sáng lập nhưng không thể không nói đều rất thú vị, bây giờ hắn có chút hiếu kỳ về diệt đạo cảnh trong truyền thuyết, diệt đạo sao, diệt như thế nào chứ? Bây giờ hắn càng tò mò hơn nữa. Một lát sau, Diệp Huyền biến mất tại chỗ, ước chừng một canh giờ sau, hắn đi vào bên trong một mảnh tinh không, U Minh Điện. Diệp Huyền đi vào trước U Minh Điện, nhìn những pho tượng trong điện, hắn do dự một chút, sau đó nói, có người ở đây không? Không có người đáp lại hắn. Diệp Huyền lại nói, có ai không? Vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền do so dự một chút, sau đó bắt đầu thôi động huyết mạch. Huyết mạch hắn bắt đầu dần dần sôi trào, nhưng mà vẫn không có người nào đáp lại. Diệp Huyền vội vàng ngăn chặn huyết dịch trong cơ thể. Hắn cũng không dám phóng thích huyết mạch của mình thật lâu, bởi vì huyết mạch này đến chính hắn cũng không khống chế nổi. Hắn nhìn thoáng qua những pho tượng đó, hơi thì lễ, sau đó lui ra ngoài, trước điện diệp huyền trầm mặc một lát sau đó nói khẽ chỉ có thể dựa vào chính mình vừa nói dứt câu hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời mênh mông diệp huyền vừa rời đi một pho tượng trong điện đột nhiên vỡ vụn một giọng nói từ trong điện vọng ra sau khi rời khỏi u minh điện diệp huyền cũng không về lưỡng giới thiên mà về giới ngục tháp hắn đi lên đỉnh tháp Kiếm tôn vẫn ngồi ở dưới thanh kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua kiếm tôn. Người này đã ngồi trước kiếm này rất lâu, đã nhập định. Nghĩ đến đối phương, đã có điều ngộ ra. Về phần có thể ngộ được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của hắn ta. Diệp Huyền nhìn về phía ba thanh kiếm đó, kiếm đạo đỉnh phong sau. Nếu như nói kiếm đạo có đỉnh phong, vậy thì ba thanh kiếm trước mắt này mang ý nghĩa là kiếm đạo đỉnh phong. Mà kiếm đạo của mình cách chủ nhân của ba thanh kiếm này còn bao nhiêu xa nữa? Không có câu trả lời. Diệp Huyền lắc đầu quay người rời đi. Hắn đi tới vòng luyện đan của Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi còn đang chơi đan dược. Mà bởi vì có sự tồn tại của nàng nên bây giờ rất nhiều người trong bắc cảnh đều đã bước vào địa tiên cảnh có thể nói Tiểu Linh Nhi đã tăng cường thực lực tổng hợp của Bắc Cảnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tiểu Linh Nhi vội vàng chạy đến trước mặt hắn. Trên gương mặt nhỏ nhắn của nàng còn dính rất nhiều cho màu xám. Diệp Huyền nhẹ nhàng lau cho bụi trên mặt Tiểu Linh Nhi, cười nói, đừng quá mệt mỏi, biết không? Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn, lên tiếng nói ra, đan dược, giúp ngươi. Trong lòng Diệp Huyền ấm áp, ta biết, nhưng trong lòng ta, ngươi quan trọng hơn đan dược nhiều, có biết hay không? tiểu linh nhi do dự một chút sau đó nói khẽ ta nói đến đây nàng cúi đầu diệp huyền cười nói sao vậy tiểu linh nhi ngẩng đầu nhìn về phía diệp huyền ta có thể giúp ngươi diệp huyền cười bảo ta biết ngươi đã giúp ta rất nhiều tiểu linh nhi muốn nói lại thôi diệp huyền xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của tiểu linh nhi muốn nói gì tiểu linh nhi lắc đầu không có gì diệp huyền khẽ gật đầu tóm lại có chuyện gì thì nhất định phải nói với ta biết không tiểu linh nhi gật đầu nói được diệp huyền cười sau đó rời khỏi luyện đan thất sau khi hắn rời khỏi tiểu linh nhi lấy quyền đan kinh đó ra nàng lật đến trang cuối cùng phía bên trên có mấy cái chữ to tu di thần đan nhìn nhìn trong chốc lát sau đó quay người đi đến chỗ lò đan siết chặt hai tay lại trong mắt tràn đầy vẻ kiên định ta nhất định phải luyện ra không thành công thì thành nhân Diệp Huyền rời khỏi phòng luyện đan, sau đó hắn đi tới lối vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9, cửa tháp không giống như những tầng khác. Ở trên cửa tầng 9 còn có một tấm phủ đỏ như máu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tấm phủ đó, sau đó xoay người rời đi. Hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn biết thực lực của hắn không ngang hàng với đối phương, có bàn thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Suy cho cùng thì chuyện này vẫn phải tự gánh lấy. Rời khỏi giới ngục tháp, hắn lại đi tới lưỡng giới thiên. Vừa tới lưỡng giới thiên, không gian trước mặt hắn đột nhiên vỡ ra. Ngay sau đó, một quyền sách thật dày bay ra. Diệp Huyền sừng sốt, thiên chủ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn đang định xuất thủ, thì lúc này, quyền cổ tịch màu đen thật dày đó đột nhiên bay một vòng quanh thân hắn. Sau đó chậm rãi bay tới trước mặt hắn diệp huyền đang định nói chuyện thì quyền cổ tịch thật dày đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào giữa lông mày hắn diệp huyền sửng sốt đây là cái quỷ gì vậy lúc này liên thiền đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn đang nhìn chằm chằm diệp huyền không thể nào có chuyện này được diệp huyền có chút không hiểu hỏi liên thiền cô nương có ý gì liên thiền nói người thử xem mình có thể khống chế quyền cổ tịch đó được không diệp huyền do dự một chút sau đó gật đầu tâm thần của hắn chìm vào trong cơ thể rất nhanh một quyền cổ tịch đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nhìn thấy quyền cổ tịch thật dày này vẻ mặt liên thiền càng nặng nề thêm diệp huyền có chút không hiểu mới lên tiếng hỏi liên thiền cô nương đây là liên thiền nhìn về phía hắn đáp thư giới diệp huyền nhíu mày thư giới sao liên thiền gật đầu lấy sách làm danh giới năm đó chủ nhân dùng một quyển sách mở ra một giới cuốn sách này tự thành một giới bên trong có rất nhiều cấm thuật cổ tịch phù văn chú thuật và một số tự linh cực kỳ mạnh mẽ đặc biệt là những tự linh đó bọn chúng do các loại cấm thuật ngưng tụ mà thành uy lực cực kỳ mạnh mẽ nói đến đây nàng nhìn về phía diệp huyền cuốn sách này có thể xếp vào hàng ba trong số tất cả trí bảo bên trong vạn duy học phủ ta không biết tại sao nó lại xuất hiện ở đây hơn nữa còn trực tiếp nhận ngươi làm chủ nhân diệp huyền cũng có chút bối rối tại sao thứ đồ chơi này lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ mình chứ không thể nào liên thiền nhìn thư giới trước mắt gia hỏa này tâm cao khí ngạo có thể nói nó chỉ phục chủ nhân tại sao nó lại tới đây hơn nữa còn trực tiếp nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền đang định nói chuyện thì Liên Thiền đột nhiên bắt lấy quyền thư giới đó. Một lát sau nàng ngây cả người. Là nàng. Nàng sao? Diệp Huyền có chút không hiểu lại hỏi Liên Thiền cô nương. Liên Thiền nhìn về phía hắn. Không có gì. Nếu như thứ này đã nhận ngươi làm chủ nhân, vậy thì lợi dụng nó cho tốt. Thứ này uy lực cực lớn, không dưới thanh thiên chú kiếm của người đâu nếu như dùng tốt sẽ có hiệu quả, đặc biệt là áp chế cảnh giới. thứ này có thể áp chế cảnh giới. sau này khi đối đầu với kẻ địch, người có thể thu đối phương vào bên trong thư giới này, sau đó trực tiếp áp chế cảnh giới của đối phương. áp chế cảnh giới. Diệp Huyền hơi chấn động hỏi, liên thiền cô nương có thể làm như vậy thật sao? liên thiền gật đầu, có thể. không chỉ như thế, nếu như người có thể nắm giữ giới linh bên trong thư giới dùng sức mạnh của bọn chúng thì hoàn toàn có thể phá hủy phân thân của cường giả như trần thiên trước đó diệp huyền hỏi bản thể thì sao liên thiền liếc nhìn diệp huyền một cái nói bản thể nếu như dễ giết như vậy thì trần thiên cũng sẽ không là phủ chủ của vạn duy học phủ diệp huyền ngượng ngập cười cũng đúng liên thiền trầm giọng nói nhưng mà thứ này thật sự cực kỳ mạnh mẽ đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực thu phục những tự linh đó Diệp Huyền hỏi, thu phục như thế nào? Liên Thiền nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng trực tiếp dẫn theo Diệp Huyền tiến vào thư giới. Vừa mới tiến vào thư giới, Diệp Huyền lập tức tò mò, dò xét bốn vía. Xung quanh có rất nhiều sách. Liên Thiền nói, cảm nhận những tự linh đó, nhớ kỹ, khách khí một chút. Những tự linh này đều có linh trí của mình, bọn chúng rất khó bị thu phục. Ngươi phải khiêm tốn một chút, đừng có giữ lấy cái tôi của mình, nếu không đúng lúc này một chữ diệt màu đỏ thẫm đột nhiên bay tới trước mặt diệp huyền nó bay thẳng đến tay hắn sau đó nhẹ nhàng cọ sát tay hắn trông cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn liên thiền trầm mặc diệp huyền cũng thấy hơi hoang mang hắn có thể cảm nhận được con chữ trước mắt này đang muốn định nọt hắn thế thì có vấn đề rồi tại sao thư giới lại xuất hiện ở đây không những xuất hiện ở đây mà còn nhận hắn làm chủ hắn thực sự không cho rằng mình có thiên mệnh chi chủ để các thể loại thần vật tới nương tựa vào mình rốt cuộc chuyện này là sao đây diệp huyền nhìn liên thiền liên thiền cô nương chắc người cũng biết chuyện này là như thế nào có đúng không liên thiền gật đầu là nàng nàng diệp huyền sững sờ ý ngươi là nữ tử váy trắng sao liên thiền gật đầu nàng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không nếu như ta đoán không lầm thì chắc là trần thiên đã đi tìm nàng cái tên ngu xuẩn này. Ấy thế nhưng, Diệp Huyền lại thầm thờ vào một hơi trong lòng. Rất rõ ràng, như lời Liên Thiền nói, Vạn Duy học phủ đã đi tìm nữ tử váy trắng, mà kết quả thì không cần phải bàn nữa. Chắc chắn nữ tử váy trắng là người chiến thắng. Không những thắng, nàng còn tranh được một bảo vật cho hắn. Diệp Huyền bỗng thấy lòng mình ấm áp. Hắn ngước nhìn phía tận cùng của tinh không, thì ra nàng vẫn chưa quên hắn. Liên Thiền bỗng nói, hiện giờ nó đã nhận ngươi làm chủ tự linh này cũng vậy ngươi có thể sử dụng chúng để đối đầu với kẻ địch bất cứ lúc nào diệp huyền nhìn chữ diệt trong lòng bàn tay hắn hắn hỏi uy lực của nó như thế nào liên thiền đáp ngươi thử là biết còn gì diệp huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu được nói đoạn hắn mở lòng bàn tay ra chữ diệt kia nhanh chóng hòa vào giữa lòng bàn tay của hắn ngay sau đó diệp huyền đánh một trường về phía trước chỉ trong chớp mắt, không gian mấy vạn trượng trước mắt hắn liên hóa thành hư vô. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền cũng phải sững sờ. Sức mạnh gì thế này? Hắn chấn kinh. Nhất kiếm vô lượng của hắn còn chẳng kinh khủng được như thế này. Một chữ thôi mà đã có uy lực lớn đến như vậy. Lúc này, Liên Thiền đột nhiên lên tiếng. Người có thể thử dung nạp chữ này vào kiếm của ngươi xem sao. Dung nạp vào kiếm. Nghe Liên Thiền nói vậy, Diệp Huyền lập tức cảm thấy hưng phấn uy lực của chữ này mạnh đến vậy. Nếu như để nó thâm nhập vào kiếm, cộng thêm sức mạnh của kiếm nữa, thì đúng là đã mạnh còn thêm mạnh. Nghĩ đến đó, Diệp Huyền vội vàng sử dụng chữ diệt ấy, mà chữ diệt cũng rất biết phối hợp, nó cứ thế hòa tan vào thiên chu kiếm trên tay Diệp Huyền. Thiên chu kiếm rung lên kịch liệt, một luồng khí tức hủy diệt ào ra từ mũi kiếm. Cùng lúc đó, tay của Diệp Huyền cũng nứt toác, hắn kinh ngạc, vội vàng buông kiếm ra, thiên chú kiếm vẫn đang rung lên từng luồng sức mạnh cực lớn nối đuôi nhau không gian xung quanh diệp huyền và liên thiền bắt đầu nứt vỡ diệp huyền nhìn tay của mình vẻ mặt hắn nghiêm nghị vô cùng nhục thân của hắn có thể nói là vô cùng kinh khủng nhưng hắn không ngờ tay mình lại không thể chịu đựng được sức mạnh của kiếm và chữ này hơn nữa ấy là khi hắn còn chưa dùng kiếm nếu dùng rồi thì chắc cả cánh tay của hắn cũng dặn nứt May mà Diệp Huyền có thiên chu kiếm. Nếu đổi lại là một thanh kiếm khác thì hoàn toàn không thể chịu đựng được sức mạnh của chữ này. Lúc này Liên Thiền trầm giọng nói. Thanh kiếm này của ngươi lợi hại lắm. Nếu đổi lại là một thanh kiếm khác thì e là đã hóa thành cho tàn từ lâu rồi. Diệp Huyền gật đầu. Đúng vậy. Liên Thiền lại bảo. Thôi, cất đi. Hiện giờ chữ này và thư giới cũng coi như là đón sát thủ của ngươi. Cứ để đến lúc quan trọng hãng dùng diệp huyền gật đầu hắn cất thiên chu kiếm và thư giới đi hiện giờ hắn lại có thêm một con bài nữa liên thiền nhìn diệp huyền nàng nói giờ ngươi có dự định gì không diệp huyền ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xa đi rèn luyện thôi nói đoạn hắn bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất không lâu sau diệp huyền tới một tinh không ở ngũ duy vũ trụ trên đỉnh đầu hắn là một khu vực màu đen bị liên thiền phong ấn ở khu vực bị phong ấn đó hắn trông thấy ba người an lan tú tiểu thất còn có cả liên vạn lý lúc này liên vạn lý đang giao thủ với một nam tử trong tay nam tử là một cây thương dài hắn ta ra tay cực kỳ dứt khoát chiêu nào cũng rất hiểm diệp huyền xuất hiện bên cạnh an lan tú và tiểu thất tiểu thất và an lan tú liếc nhìn hắn đôi mắt tiểu thất thoáng vẻ kinh ngạc, đột phá rồi sao? Diệp Huyền gật đầu, tiểu thất cũng khẽ gật đầu, được đấy. An Lan Tú cũng nói, tốt lắm. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó hắn nhìn liên vạn lý và nam tử kia ở phía không xa. Không thể không nói, đã lâu rồi hắn không gặp liên vạn lý. Giờ đây, thực lực của nàng đã mạnh hơn hắn tưởng tượng rất rất nhiều. Hình như Diệp Huyền lại nhớ tới điều gì đó. Hắn bỗng hỏi, không phải đã phong ấn rồi sao sao người này lại tới được vậy lúc này liên thiền xuất hiện bên cạnh diệp huyền nàng nói bởi vì hắn ta khá yếu diệp huyền và hai người còn lại bèn nhìn liên thiền nàng nói tiếp với phong ấn của ta kẻ nào càng mạnh càng muốn tới thì cái giá phải trả càng đắt còn những người không có sức mạnh quá lớn khi tới đây họ sẽ không bị hạn chế gì cả nói đến đây liên thiền lại nhìn diệp huyền phòng ấn thiết kế riêng cho người đấy để ngươi luyện tập. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, Đa Tạ liền thiện đáp, "Các ngươi đừng coi thường những người tới từ Ngũ Duy, đương nhiên các ngươi cũng không hề yếu, cũng không cần thiết phải quá lo lắng về bọn họ. Như những gì Liên Thiền nói, mấy người trước mắt có thể nói là những người xuất sắc trong lớp trẻ của Tứ Duy Vũ Trụ. Dù có ở Ngũ Duy Vũ Trụ thì mấy người bọn họ cũng không hề yếu kém." nhất là diệp huyền hắn có nhiều thần trang lại còn có huyết mạch đặc biệt phải là cường giàn lão luyện ở ngũ duy thì mới có thể áp chế được hắn diệp huyền đang định nói thêm gì đó thì đúng lúc ấy ở phía không xa truyền đến tiếng nổ diệp huyền và ba người còn lại vội quay người nhìn ở phía không xa liên vạn lý và nam từ cầm thương kia đang lùi mạnh về phía sau liên vạn lý trực tiếp lùi đến trước mặt diệp huyền và ba người còn lại sau khi dừng lại, nàng lau vết máu bên khóe miệng, đang định ra tay một lần nữa thì đúng lúc ấy nam tử cầm thương kia bỗng chĩa thương về phía Diệp Huyền ra đây, hắn ư? Ừ. Diệp Huyền trao mày, hắn nhìn nam tử cầm thương kia, người biết ta sao? Nam tử cầm thương chậm chậm bước về phía Diệp Huyền, chắc các hạ là Diệp Huyền đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nam tử cầm thương đi tới chỗ cách Diệp Huyền khoảng 10 trượng rồi dừng lại. Hắn ta nhìn đối phương nói, ta là Mạc Thu Ngôn, học trò đến từ võ viện của Vạn Duy Học Phủ. Vạn Duy Học Phủ, Diệp Huyền nhìn Mạc Thu Ngôn, hắn không lên tiếng. Nam tử cầm thương liếc nhìn Diệp Huyền, nghe nói ngươi là đệ nhất kiếm tu tại tứ duy vũ trụ, ta muốn thử sức với ngươi một phen. Diệp Huyền gật đầu, phân sinh tử giao Nam tử cầm thương nở nụ cười lạnh lùng, đương nhiên là phân sinh tử. Diệp Huyền nói, được. Dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Khoảnh khắc Diệp Huyền biến mất, đôi đồng tử của nam tử cầm thương kia cũng co lại. Ngay sau đó, hắn ta cảm nhận được một mối nguy hiểm đang cận kề. Mạc Thu Ngôn lập tức nắm chặt cây thương, sau đó hắn ta xài bước về phía trước, đâm mạnh cây thương trong tay âm thanh nứt vỡ vang lên chỉ có một tiếng bầu không khí bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng mạc thu ngôn vẫn đang duy trì tư thế đâm thương mà phía sau hắn ta chính là diệp huyền diệp huyền thu kiếm lại ở phía sau hắn đầu của mạc thu ngôn liêu siêu rồi rơi xuống máu tươi tuôn như suối giết trong tích tắc ở phía không xa liên vạn lý liếc nhìn diệp huyền nàng nói cái tên này mạnh như vậy sao diệp huyền ngẩng đầu ta cũng có thể vào đúng chứ Liên Thiền trầm giọng nói, nếu người không muốn chết thì tốt nhất là đừng vào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không sao, ta có thể trở về mà. Liên Thiền liếc nhìn hắn, nàng tính nói lại thôi. Diệp Huyền bảo, để ta thử xem, nếu không đánh được thì ta chạy. Liên Thiền trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta cảm nhận được bọn họ có người đang phá giải phong ấn của ta. Nếu như có thể thì cứ giết đối phương, như vậy có thể kéo dài thêm một chút thời gian cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, được. Nói đoạn, hắn bèn nhìn mấy người tiểu thất, các người tạm thời đừng đi theo ta. Ta mà không đánh được thì sẽ dùng nhất kiếm vô lượng để chạy. Tiểu thất gật đầu, cẩn thận. Các nàng biết, Diệp Huyền có một loại kiếm kỹ có thể giúp hắn ẩn thân. Nếu như không đánh được đối phương, hắn có thể chạy trốn. Bởi vậy, nếu các nàng đi theo thì sẽ gây phiền phức cho hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đợi ta trở về nhé. Dứt lời, Diệp Huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi sông lên trời. Rất nhanh sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Huyền lại biến mất khỏi khu vực màu đen ấy. Tiểu thất ngẩng đầu nhìn khu vực đó, nàng khẽ nói, sau lớp phong ấn ấy chính là ngũ duy vũ trụ, thực lực của ba người chúng ta vẫn chưa đủ mạnh. Liên vạn lý gật đầu, phải luyện tập thêm thôi. Tiểu thất chậm chậm nhắm hai mắt lại, khoảng thời gian này trong đầu ta cứ xuất hiện những hình ảnh vụn vỡ, liên vạn lý và an lan tú nhìn tiểu thất liên vạn lý trầm giọng nói tiểu thất đừng nói với ta là ngươi lại giống diệp linh đấy nhé tiểu thất lắc đầu nàng cau mày ta cũng không biết nữa có điều có một vài hình ảnh khiến ta trở nên mạnh hơn cũng không biết là tốt hay xấu nữa liên vạn lý nói thế thì là chuyện tốt rồi cơ mà ngươi đừng trở thành một người khác là được tiểu thất đáp yên tâm chỉ cần bản thân ta không muốn thì không ai có thể thay đổi được ta Liên Vạn Lý gật đầu, vậy thì tốt. An Lan Tú cũng gật đầu, giữ vững bản tâm. Tiểu thất gật đầu, nàng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Trong đầu nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những hình ảnh mà nàng chưa từng trải qua. Chúng lẻ tẻ, giống như những mảnh ký ức còn khuyết vậy. Điều này khiến tiểu thất thấy hơi bực dọc. Nàng lại đang giác ngộ được điều gì sao? Tiểu thất lắc đầu, ta chính là ta. Nói đoạn, tay phải của tiểu thất siết chặt lấy kiếm, thanh kiếm bắt đầu run rẩy ở tinh không xa xôi, sau khi vượt qua phong ấn của Liên Thiền, Diệp Huyền tới một không gian mở mịt, hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy một mảnh hư vô chứ chẳng thấy gì cả. Diệp Huyền quét mắt nhìn xung quanh, tay phải hắn nắm chặt kiếm âm thầm phòng bị. Tuy nhiên, xung quanh lại chẳng có động tĩnh gì cả. Diệp Huyền trầm giọng nói, "Liên Thiền cô nương, có thấy có gì bất ổn không?" Liên Thiền không lên tiếng diệp huyền trao mày đúng lúc ấy liên thiền bỗng nói ẩn thân nghe liên thiền nói vậy chân phải diệp huyền lập tức dùng lực ngay sau đó cả người hắn đều biến mất tiến vào không minh cảnh đúng lúc đó có một giọng nói vang lên nghe đồn người này cực kỳ coi trọng muội muội của hắn chúng ta có nên ra tay từ muội muội của hắn không bẩm sách sư hình như muội muội của hắn đã biến mất thì tìm cứ tìm theo chân dùng ấy vâng diệp huyền âm thầm nhìn về phía không xa Nơi đó có một nam tử, trên người nam tử ấy khoác áo bào bằng lông vũ, trên đầu quấn một chiếc khăn màu trắng, trong tay là một cái quạt, trên gương mặt là một nụ cười kỳ lạ như kiểu hắn ta đang nắm trong tay mọi thứ vậy. Lúc này có một nữ tử chậm chậm bước tới bên cạnh nam tử kia, nàng mặc y phục màu xanh đậm, tóc dài tới tận eo, trên cánh tay nàng là một dài lụa màu vàng, lụa dài chạm đất và khẽ bay bay trong gió, Nữ tử cúi đầu nhìn xuống phía dưới, từ vị trí của nàng vừa hay có thể nhìn thấy lưỡng giới thiên. Bọn họ thất bại rồi. Sách sư mỉm cười, bọn họ đã khinh địch, tứ duy vũ trụ không hề yếu kém như chúng ta tưởng tượng, hay nói một cách khác, mấy người xuất sắc kia không hề yếu một chút nào. Nữ tử nghiêng đầu nhìn sách sư, hiện giờ có rất nhiều người đang cười nhạo vạn duy học phù của chúng ta, Sách sư nói, kẻ cười đến cuối cùng mới là vương giả không phải sao? Nữ tử trầm giọng nói, phủ chủ tại sao không hạ lệnh cho bọn họ biết tay? Sách sư nhìn xuống phía dưới, hắn ta nói, bởi vì có thể bọn họ rất mạnh. Nữ tử nhìn sách sư hỏi, phủ chủ muốn mượn giao giết người sao? Sách sư mỉm cười, nếu như có thể mượn dao của người khác để giết người thì tốt quá. Có điều ta đoán phù chủ không muốn làm vậy, mà muốn mượn tay người khác để làm ảnh hưởng đến Diệp Huyền và những người phía sau hắn. Nữ tử khẽ trao mày. Những người dưới đó thực sự mạnh như vậy sao? Sách sư liếc nhìn nữ tử, hắn ta mỉm cười. Lâm lang, ngươi còn nhớ lời răn mà tiên tri để lại cho vạn duy học viện không? Lâm lang nói, không được xem thường chính mình, không được xem thường bất cứ ai sách sư gật đầu rất nhiều người đã chết vì khinh địch sư tử đấu với thỏ cũng phải dốc hết sức mà đấu lâm lang nhìn sách sư và nói trước kia ta có nghe loáng thoáng người phái người đi tìm muội muội của hắn có đúng không sách sư mỉm cười hắn ta đáp có phải người thấy ta rất bị ổi không lâm lang trầm mặc sách sư lại nói đối đầu với kẻ địch không thể cứ dùng bạo lực mãi được Chúng ta cần phải tìm được điểm yếu của kẻ địch rồi tấn công vào nơi mỏng manh yếu ớt nhất của hắn ta bằng sức mạnh mạnh nhất làm ít công to. Mà điểm yếu của Diệp Huyền là gì? Chính là muội muội của hắn. Tìm được điểm yếu này của Diệp Huyền xong thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Nói đến đây, hắn ta lại liếc nhìn xuống bên dưới. Khi đối đầu với kẻ địch thì không có cái gọi là bị ổi, chỉ có thắng thua mà thôi lâm lạc nói để ta đi thử sức với kẻ được người ta gọi là thiên tài ở tứ duy vũ trụ xem sao nói đoạn nàng bèn bay đi sách sư đứng nguyên tại chỗ và mỉm cười sau đó hắn ta cũng quay người rời đi diệp huyền đang âm thầm quan sát tất cả xong hắn không ra tay tìm diệp linh ư nếu là trước kia chắc chắn Diệp Huyền sẽ không bằng tất cả để đi giết cái tên sách sư kia. thế nhưng hiện giờ hắn sẽ không làm thế, bởi vì chỉ có hắn mới biết hiện giờ Diệp Linh đáng sợ đến mức nào. Diệp Linh là người có thể áp chế huyết mạch của hắn bất cứ lúc nào. đương nhiên, không cần biết nàng mạnh bao nhiêu, suy cho cùng nàng vẫn là muội muội của hắn. Về điểm này thì không ai có thể thay đổi được. Diệp Huyền quay người rời đi, rất nhanh sau đó hắn tới trước một tế đàn, bên trên tế đàn đó có bốn cường giả mặc hắc bào đang đứng, ở chính giữa bốn người nó là một quả cầu màu đỏ, lúc này quả cầu đó đang không ngừng tỏa ra những luồng khí tức màu đỏ, mà những luồng khí tức này đang chậm chậm lan ra phong ấn của Liên Thiền, ăn mòn, chúng đang ăn mòn phong ấn của Liên Thiền. Diệp Huyền liếc nhìn bốn người kia, tiếp theo đó hắn biến mất. Khoảnh khắc Diệp Huyền biến mất, sắc mặt bốn người trên tế đàn lập tức thay đổi, bốn người họ lập tức thu tay, ngay lúc đó một đường kiếm quang lóe lên trên tế đàn, bốn cái đầu nhuốm đầy máu tươi bay ra, Diệp Huyền vươn tay trái sang bên phải, sau đó hắn siết chặt bàn tay, nắm chặt Thiên Chu kiếm dính một mảng máu tươi. Diệp Huyền liếc nhìn quả cầu máu trước mắt, hắn vất tay phải, cả người lẫn quả cầu máu đều biến mất. Hắn vừa biến mất thì một vị lão già bỗng nhiên xuất hiện. Phía bên trái trên ngực lão già có khắc một chữ Duy nho nhỏ. Hắn ta chính là cường giả của vạn Duy học phủ. Lão già liếc nhìn bốn cỗ thi thể trên mặt đất. Sau đó hắn ta lại nhìn về phía bên phải của tế đàn. Ở nơi đó có một quả cầu thủy tinh. Lão giả khẽ ngoắc tay, quả cầu thủy tinh ấy lập tức hóa thành một màn nước trước mặt lão giả. Trong mặt nước ấy có một khung cảnh xuất hiện, trong khung cảnh ấy có một vị kiếm tu bay vụt qua, sau đó có bốn cái đầu rơi xuống đất. Mà vị kiếm tu ấy chính là Diệp Huyền. Lão già trầm ngâm trong giây lát rồi nói, thông báo cho mọi người, hắn đã tới rồi. Vâng, phía sau lão già bỗng có một giọng nói vang lên. Lão già liếc mắt nhìn khắp bốn phía xung quanh, người cũng to gan thật đấy nói đoạn hắn ta bèn biến mất ở một nơi nào đó diệp huyền đang ngồi khoanh chân hai mắt hắn nhắm chặt trước mặt hắn là một quả cầu màu máu đang lơ lửng lúc này giọng nói của liên thiền vang lên trong đầu diệp huyền thứ này có tên là phá giới cầu bên trong nó có chứa rất nhiều huyết khí lệ khí và tả khí cực nặng người có thể hấp thụ nó để khiến huyết mạch của ngươi mạnh hơn à không được ngươi không thể hấp thụ nó Giờ Liên Thiền mới nhớ ra, huyết mạch của Diệp Huyền vô cùng kinh khủng, nếu như hắn hấp thụ thứ đồ này nữa thì liệu có khắc chế được không? Chắc chắn là không. Diệp Huyền cũng không dám hấp thụ quả cầu máu, mặc dù thứ đồ này rất tốt, thế nhưng huyết mạch của hắn sẽ không thể khống chế nếu hấp thụ nó. Liên Thiền nói, lúc nào nguy cấp thì dùng. Diệp Huyền cười khổ, ta không muốn có lúc nguy cấp đâu, nói đoạn Diệp Huyền bèn cất phá cầu giới đi liên thiền nói người phải nghĩ cách đi thôi bằng không hai tháng sau phòng ấn sẽ bị phá tới khi ấy tứ duy vũ trụ nguy hiểm vô cùng người phải hiểu một điều rằng con người luôn có bản tính tham lam hiện giờ trong mắt mấy cường giả ngũ duy vũ trụ tứ duy vũ trụ này được xem là gì chứ chẳng khác gì một miếng thịt béo bở cá lớn nuốt cá bé là quy tắc ở mỗi một thế giới mà hiện giờ tứ duy vũ trụ chính là cá bé diệp huyền trầm mặc liên thiền lại bảo có rất nhiều người sẽ không tới để cướp cái tháp của ngươi bởi lẽ bọn họ tự hiểu rằng chỉ mấy người đại lão mới có thể tranh giành chiếc tháp này vì thế mục tiêu của bọn họ đặt ở tứ duy vũ trụ nói một cách đơn giản hơn thì là cướp bóc nô dịch diệp huyền trầm giọng nói ban đầu ta còn tưởng ngũ duy vũ trụ và tứ duy vũ trụ khác nhau chứ liên thiền nói thế giới nào cũng giống nhau cả thôi có một vài nền văn minh vô cùng lớn mạnh Sở dĩ bọn họ lớn mạnh như vậy không chỉ bởi bọn họ sở hữu thực lực kinh người mà có thể còn bởi vì bọn họ tàn nhẫn hơn những chủng tộc khác. Ở bất cứ nơi đâu cũng có quy tắc kẻ thích ứng được thì sẽ tồn tại, kẻ yếu sẽ bị đào thải. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Nói đoạn, hắn liếc mắt nhìn khắp xung quanh, đây là ngũ duy sao? liên thiền nói không phải có thể nói đây là biên giới giữa tứ duy vũ trụ và ngũ duy vũ trụ sau khi ngươi vượt qua biên giới này ngươi mới thực sự bước chân tới ngũ duy vũ trụ sao nào ngươi muốn tới ngũ duy vũ trụ sao diệp huyền lắc đầu ta không muốn đi tới đó ta chỉ muốn tìm hiểu về nó mà thôi liên thiền đáp ngươi muốn tìm hiểu diệp linh chứ gì diệp huyền gật đầu liên thiền trầm giọng nói nàng ở tu la địa ngục hiện giờ đó không phải là nơi mà ngươi có thể tới đâu Diệp Huyền nói, với thực lực hiện giờ của ta thì không thể sao. Liên Thiển nói, thực lực của ngươi không hề yếu, nhưng ngươi vẫn chưa mạnh đến mức có thể tung hoành ngang dọc ở ngũ duy vũ trụ. Ngươi đừng coi thường thế giới này, dù chỉ một chút, ở đó có nhiều người có thể giết người lắm. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rồi. Liên Thiển lại hỏi, hiện giờ ngươi có dự định gì không? Diệp Huyền khẽ nói, giết người. Nói đoạn, hắn bèn quay đầu nhìn về phía xa xa, người tới rồi ở phía xa có hai nam tử và một nữ tử bay đến rất nhanh sau đó ba người họ đã dừng lại ở một chỗ cách diệp huyền không xa người dẫn đầu là một nam tử mang trường kiếm nam tử đó liếc nhìn xuống phía dưới nói nghe nói diệp huyền là một thiên tài kiếm đạo trình độ kiếm đạo của hắn vô cùng cao thâm không biết là thật hay là giả nữa Bên cạnh nam tử mang trường kiếm đó là một nam tử mặc hoa bào. Hắn ta mỉm cười, một kiếm tu đến từ một thế giới thấp hơn mà thôi. Có mạnh nữa thì cũng chẳng làm ăn được gì đâu. Trường kiếm nam tử kia lắc đầu. A đại, không được coi thường bất cứ ai. Nam tử tên A đại kia mỉm cười. Trường phong, ta không hề coi thường bọn họ. Ta biết hiện giờ người ở Tú Duy Vũ Trụ vẫn còn đang theo đuổi cái được gọi là đạo. Đến đạo là gì bọn họ còn chẳng biết cơ mà nói đoạn hắn lại nhìn xuống tứ duy vũ trụ nền văn minh hiện giờ của bọn họ lạc hậu hơn của chúng ta rất nhiều không bàn đến những cái khác chỉ riêng ba người chúng ta xuống đó thôi cũng đủ để quét sạch cái tứ duy vũ trụ này trường phong cười a à đại người vẫn giữ cái tính cách như vậy người cứ thử nghĩ mà xem nếu ở dưới đó thực sự dễ bắt nạt như vậy thì sao phủ chủ của vạn duy học phủ lại đưa ra mệnh lệnh như vậy chứ người giết được diệp huyền không chỉ được hưởng thụ giới ngục tháp cùng vạn duy học phủ mà còn có thể tu luyện ở thánh địa của vạn duy học phủ ngoài ra người đó còn nhận được một cuốn võ học do tiên tri sáng lập nếu người ở dưới đó thực sự dễ bắt nạt thì bọn họ sẽ không đưa ra những điều kiện hấp dẫn như vậy đâu Nói đến đây, hắn ta quay đầu nhìn. Vạn Duy học phủ đang muốn mượn giao giết người. Có điều như vậy cũng tốt. Hiện giờ, cấm chế được giải trừ. Thì đối với chúng ta mà nói, tứ duy vũ trụ chẳng khác gì một miếng thịt béo bở. Nữ tử đứng bên cạnh hắn ta đột nhiên lên tiếng. Miếng thịt béo bở sao? Trường Phong nhếch khóe miệng. Các người cứ nghĩ mà xem, với thực lực của ba người chúng ta, liệu chúng ta có tìm được một nơi ở tứ duy vũ trụ này để thành lập một thế lực cực lớn không? Nữ tử hỏi, sau đó thì sao? Trường Phong mỉm cười, người nói xem. Nữ tử liếc nhìn Trường Phong rồi đáp, tranh đoạt. Trường Phong gật đầu, thực ra từ rất lâu về trước đã có nhiều người đánh chú ý lên tứ duy vũ trụ. song tiếc là cấm chế của tiên tri quá mạnh, mọi người hoàn toàn không thể xuống đó. Thế nhưng hiện giờ, vạn duy học phủ đã giải trừ cấm chế ấy. Hơn nữa, bọn họ còn cho phép người khác xuống tứ duy vũ trụ. Đối với chúng ta mà nói, đây chính là một cơ hội. Chúng ta bắt buộc phải nắm chắc cơ hội này. Còn về có thể thu lại được bao nhiêu lợi ích thì phải xem vận may của chúng ta rồi a đại bật cười ha hả trường phong ý tưởng này của ngươi rất được đấy nghe nói dưới đó có một nơi gọi là huyền hoàng đại thế giới đó là sào huyệt của diệp huyền chúng ta chọn chỗ đó đi trường phong khẽ mỉm cười đi thôi đi phát tài thôi phát tài phát tài tiếng cười của a đại lại càng lớn hơn nữa các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 152 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.